Xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai 22 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa biển biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trời rét, dây vùng núi rét đậm, rét hại. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Tây Nam lưỡi ấp cao lục địa này, trên cao là rìa Tây lưỡi ấp cao cận nhiệt đới nên thời tiết ổn định, hầu hết không mưa. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối tuần này, nhìn chung thời tiết tại các tỉnh phía Nam nước ta tương đối ổn định nên rất thuận lợi cho những chuyến đi chơi xa cùng với gia đình và bạn bè. Nếu quý vị và các bạn có dịp đi du lịch đến với tỉnh An Giang thì đừng quên thăm quan núi Cẩm. Đây được xem là ngọn núi đẹp nhất trong bảy ngọn núi của dãy Thất Sơn thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 90 km. Núi Cấm có độ cao 705m, đường lên đỉnh núi có nhiều khúc cua. Theo truyền thuyết, trước kia nơi đây rất âm u hiểm trở và có nhiều thú dữ ăn thịt, do vậy mà người dân trong vùng không dám lên núi săn bắn, hái lượm. Một truyền thuyết khác cho rằng, Nguyễn Ánh đã từng trú ẩn ở, ở đây và truyền lệnh cấm dân chúng không được đi lại trong khu vực này. Hai lý do này lý giải tại sao ngọn núi này lại có tên là núi Cấm khi hậu ở núi cấm mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình hàng năm trong khoảng từ 18 cho đến 24 độ. Bên cạnh đó, núi cấm còn nổi tiếng bởi có nhiều thắng cảnh đẹp như là đồi bồ hong, thiên tuế, bạch tượng, suối thanh long và một số công trình kiến trúc nổi bật như là chùa linh, chùa phật lớn, chùa phật nhỏ, tượng phật di lạc, khu du lịch lâm viên. Tiếp theo mời quý vị theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Điện biên nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất là 25 độ, độ ẩm 70%. Tại Sapa, nhiệt độ về đêm là 9 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất khoảng 17 độ, độ ẩm 85%. Tam đảo nhiệt độ duy trì ở mức 13-15 đến độ, độ ẩm khoảng 100%. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5 trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất ở mức 14 độ, cao nhất 18 độ, độ ẩm 80%. Vịnh Hạ Long, nhiệt độ trong ngày từ 16 cho đến 20 độ, độ ẩm 90%. Còn tại thành phố Hải Phòng, thì nhiệt độ dao động ở mức 16 đến 20 độ, độ ẩm là 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại Sầm Sơn sẽ có mưa nhỏ và trời sét nhiệt độ ngày đêm khoảng 18 đến 22 độ, độ ẩm 90%. Phong Nha Kẻ Bàng mưa nhỏ và trời sét nhiệt độ thấp nhất 19 độ, cao nhất 24 độ, độ ẩm khoảng 90%. Huế có mưa và trời lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 20 cho đến 27 độ, độ ẩm là 80%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Cụ thể, tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ và cao nhất là 28 độ, độ ẩm khoảng 75%. Hội An nhiệt độ dao động ở mức 21 cho đến 28 độ, độ ẩm 80%. Còn tại Bà Nà thì nhiệt độ về đêm là 14 độ, ban ngày nhiệt độ khoảng 21 độ, độ ẩm 80%. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Nha Trang nhiệt độ thấp nhất 25 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 75%. Mũi Né nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng 24 cho đến 32 độ, độ ẩm 60%. Vũng Tàu nhiệt độ duy trì ở mức 25 cho đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Khu vực Tây Nguyên ngày mai, Pleiku không mưa, trời rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ và cao nhất là 29 độ, độ ẩm khoảng 50%. Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 19 cho đến 29 độ, độ ẩm 55%. Đà Lạt không mưa, trời rét, nhiệt độ trong ngày là từ 14 đến 21 độ, độ ẩm 70%. Thời tiết Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất 23 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 60%. Cần giờ nhiệt độ ngày đêm khoảng 24 cho đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Ô Minh nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 32 độ, độ ẩm 60%. Thời tiết biển có mưa rào và rông, trên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang có gió đông mạnh cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 26 độ, cao nhất 30 độ, độ ẩm khoảng 75%, còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ biến đổi từ 25 đến 31 độ, độ ẩm khoảng 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.